Xin chào cả nhà. Đây sẽ là cái vlog đầu tiên của chị Yến Xôi. Bình thường thì chị Yến vẫn làm vlog, thế nhưng mà làm kiểu nấu ăn vớ vẩn. Nhưng mà bây giờ hết dịch rồi cả nhà. Hết dịch không ở nhà, không rảnh nữa, nên là không nấu ăn được nữa. Nên là bây giờ mình sẽ làm vlog kiểu cuộc sống. Mình sẽ đi theo đoàn phim. Vị trí của chị Yến Xôi trong đoàn phim là đạo diễn và biên kịch, nên là chị Yến sẽ đi theo và cho mọi người xem những cái hậu trường cũng như là những cái tình huống cho những thành viên trong phim thật là vui vẻ. Ai ủng hộ thì bấm like, share và subscribe kênh chị Yến Xôi nhá. Câu hỏi đầu tiên dành cho tất cả mọi người trong phim gãy sẽ là: khi hôn người yêu thì bạn để tay ở đâu? Đầu tiên sẽ là Giang chủ nhiệm. Giang ơi Giang. Bây giờ nhá, khi mà hôn người yêu thì em để tay ở đâu? Em thường để tay ở đâu? Một câu trả lời gọi là rất là thật thà, được mông. Sau mình bước lên cái gì mà trèo lên đây nhỉ? Thì à, có biết chúng tên gì không? Đây là Minh Hiếu official cả nhà. Đấy, mình cũng quay và Hiếu cũng quay luôn. Đằng sau đây cái TV đang quay ở một cái đường ao, hồ, sông, núi, cái thứ đầy đủ. Mọi người hãy ủng hộ cho Hiếu nào. Đang đợi Hiếu hỏi xong hai bạn trẻ này thì sẽ hỏi Hiếu. Nhưng mà có vẻ là hơi lâu rồi nhá. Lượt Minh Hiếu official cả nhà. Hiếu. Khi mà em hôn vợ thì em để tay ở đâu? Để đâu nào, thể hiện lại thế ạ. Hôn nào. Chỗ nào mềm nhất? Chỗ nào mềm nhất? Chỗ nào mềm nhất? Thì để. Mày rõ hơn được không? Đây nhá. Ừ. Thì này là thế nào? À đây, đây phải đằng dưới. Đây phải đằng trên. Câu trả lời giống nhau. Tuấn BD. Tuấn. Dạ. Lúc hôn người yêu thì em để tay ở đâu? Em á? À? Em khá hiểu. Thế là không BD đúng không? Ờ à, thế là không BD, chắc chắn không BD và để tay ở chỗ rất là đen tối. Để ở hai cái loa đúng không? Đúng rồi, đây tay này, mắt nhắm. Môi à? Đúng rồi. Đây là bố đại ở nhà anh Lai. Khi mà anh hôn vợ anh thì anh để tay ở đâu? Tay à? Vâng. Vẫn dùng Hiếu à? Cái tay ở dưới là mông đúng không? Mông cái đầu đúng không? Mông mới ngược cái bến như này chứ. Mông lên. À, anh Đại trong sáng này. Được rồi, cho đấy để đúng rồi. Mình có kinh nghiệm mà. Anh Đại thì đã có một vợ và hai con rồi cả nhà. Anh Đại năm nay 31 tuổi. Nhìn già đầu thế thôi, nhưng mà suốt ngày bị các em gọi là gây ức chế. Gây ức chế và đã nhiều lần muốn... Cho em hỏi đi. Ờ, em hỏi đi đây. Thế hỏi em hôn người yêu, thế nãy giờ người yêu em ở đâu ấy? Phát à? Thế bắt đây là nó nói trong trí tưởng tượng đúng không? Em nói trong trí tưởng tượng đấy. Thế phát đi, hỏi rồi xong rồi phát đi. Đi lên bây giờ đi lên phường thì là người ta sẽ phát người yêu cho em. Vâng. Ừ. Yeah. Chứ còn ở đây là chị không có người yêu. Liên quan. Thảo ơi Thảo. Dạ. Khi mà em hôn người yêu thì em để tay ở đâu? Chị người ta để tay em thì em gì để tay đâu đâu. Có người yêu rồi à? Nhiều thằng nào? Thảo có người yêu rồi cả nhà ơi. Thảo lộ rồi. Có người yêu rồi. Một nhân vật cuối cùng, mình sẽ hỏi câu hỏi là: khi hôn người yêu bạn để tay ở đâu? Phú ơi Phú. Ơi. Bây giờ tôi hỏi ông nhé. Khi mà ông hôn người yêu của ông ấy thì ông để tay ở đâu? Người yêu tôi có thể trả lời được. Sao anh không trả lời? Người yêu tôi chưa 16, sợ đi tù lắm. Nhìn thấy mà kinh phết mọi người ạ. Người yêu chưa đủ vị thành niên. Thôi, mọi người đừng chia sẻ video này nhá. Cả Phú đi tù. Bây giờ là buổi chiều rồi cả nhà. Buổi sáng thì xinh đẹp như thế, nhưng mà buổi chiều thì mình đã phải mặc áo đi nắng rồi. Tại vì nó cực kỳ nắng luôn. Cả team vẫn đang quay trên này. Tiếp tục là những câu hỏi cho mọi người. Sáng nay thì mình đã hỏi là khi hôn thì mọi người sẽ để tay ở đâu. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi cực kỳ khắm nữa. Đầu tiên vẫn sẽ là Giang chủ nhiệm. Giang.
bây giờ ví dụ nhá. Bây giờ ví dụ em ở trong một cái căn phòng không có gì cả và em đang rất đói, nhưng em sẽ được cho một bát cơm, bát cơm đó sẽ có độc, và một bát xít, thì em sẽ ăn cái nào? Em ăn cái gì? Thế thì thà em chết vì đó nữa. Thế nhưng mà nếu mà ăn bát cơm có độc đấy thì em sẽ được chết vì no. Không, nhưng mà chết vì chúng độc khổ lắm, đau đớn. Không, như ăn bát xít vẫn được mà, chó vẫn ăn xít mà. Giang đã chọn ăn bát xít cả nhà. Lại là Phú cả nhà. Phú ơi Phú. Bây giờ tôi hỏi ông nhá, ông bị nhốt trong một căn phòng, ông đang cực kỳ đói và ông có một bát cơm nhưng mà bát cơm này có độc, ăn vào chết toi, và một bát xít, thì ông sẽ ăn cái gì? Tất nhiên là ăn cái bát không có độc rồi. Cái đấy cũng có lý cả nhà, nếu mà ăn có độc thì chắc chắn là sẽ chết, còn nếu mà ăn cái bát kia mà không có độc nữa, thì có thể không chết nhưng mà bẩn. Thảo ly cả nhà. Thảo với Thảo, bây giờ như này nhá, em đang bị nhốt ở trong một cái phòng mà em đang rất đói, và em được đưa cho một bát cơm nhưng bát cơm mới lại có độc và một bát xít, thì em sẽ ăn cái gì? Em đang rất đói và có một bát cơm, một bát xít, cơm có độc, để em ăn cái gì? Nhìn thì chết. Ăn cướp. Đang có hai người chọn ăn xít cả nhà. Tiếp tục là một người gọi là có số có má nhất ở trong đoàn phim. Anh đây. Ví dụ bây giờ anh bị nhốt ở trong một căn phòng, anh đang rất đói, anh được cho một bát cơm nhưng bát cơm đó có độc và một bát xít, thì anh ăn cái gì? Chả ăn gì cả. Nhưng mà không ăn thì chết. Đằng nào chả phải chết. Thế nhưng mà nếu anh ăn xít thì anh không chết. Chết vinh còn hơn súng nhục. Nói chung là đây là một cái thành phần cứng nhất trong đoàn phim ở nhà. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà trong trường hợp đấy thì mình chắc chắn là ai cũng sẽ chọn là ăn xít thôi. Chết vinh hơn súng nhục. Chắc chắn. Không. Tiếp theo đó là tên Tuấn. Bây giờ ví dụ nhá, em bị nhốt ở trong một căn phòng và em đang rất đói, và chị sẽ cho em một bát cơm nhưng bát đó có độc và một bát xít, thì em sẽ ăn cái gì? Em chọn giống anh Đại. Em một là em không ăn cái gì, hai là em sẽ ăn cơm có độc. Bởi vì có ai ăn cứt bao giờ đâu. Nhưng mà em ăn cơm có độc em sẽ chết. Em đằng nào cũng chết, bởi vì là em ăn hết cứt thì nó không còn gì ăn đâu. Nhưng mà vì chết. Nhưng mà nếu mà em ăn cái bát xít đấy nhá, thì em sẽ có cảm giác đầy bụng một chút, em sẽ sống lâu hơn một chút, nhớ đâu một lúc sau thì Thảo nó đến nó cứu em chẳng hạn. Em phải tâm sự thật với này mọi người nhảy nhá. Ăn cứt không no được đâu. Em ăn chưa? Ăn rồi. Đó chính là anh trai của Thảo, Hiếu Hiếu Hiếu. Bây giờ nhá, bây giờ em thử tưởng tượng là em đang ở trong một căn phòng, em rất đói, và sau đó chị sẽ đưa cho em một bát cơm nhưng bát cơm đó có độc và một bát xít, thì em sẽ ăn cái gì? Câu trả lời của em là em không tưởng tượng nữa. Đấy, thế là em chả phải ăn gì mà em vẫn sống. À được. Rồi, không hổ danh là cái thành phần mà gọi là học dốt nhất lớp, thế nhưng mà cái kinh nghiệm sống thì nó lại gọi là level max cả nhà. Vâng, sau tất cả những người trong đoàn phim mình hỏi thì đa số mọi người đều chọn là ăn xít cả nhà. Tại vì ăn xít thì có thể không chết, chỉ bẩn thôi nhưng không chết. Còn một người khôn nhất đó là Hiếu. Hiếu, một điểm, chiến thắng. Mọi người đón chờ vlog tiếp theo của chị Yến nha. Đây là vlog số 1 của Yến Sơi. Nắng quá.